Em Nhung xin kính chào toàn thể các quý cô chú anh chị các bạn đam mê hoa lan trên toàn quốc ạ. Và tiếp tục ngày hôm nay em lại lên cho mọi người một video clip nữa. Tại sao nhà em lên nhiều video thế? Bởi vì sao các bác? Cứ hàng nào mới về thì em lại update luôn cho mọi người những dòng hàng mới để mọi người cập nhật được xu thế những cái dòng hàng đặc biệt mới về của nhà em. Hôm nay tiếp tục lại về thêm hai thùng Denzo nhá các bác nhá. Ngày mai cũng lại về thêm các bác. Nói chung là hàng nhà em từ giờ đến cuối năm sẽ là một trong những cái dòng hàng để phục vụ các bác chơi hoa lan Tết. Hôm nay thì sẽ có cả những chậu hàng tác phẩm này các bác. Các bác biết đây là bông hoa gì không ạ? Đây là bông hoa móng rồng vàng á, đẹp chưa? Nói chung là đẹp hết hết chỗ tả luôn đấy ạ. Hôm nay em lấy một số những hàng tác phẩm, những hàng thuần lâu năm. Đây những cái cây móng rồng này. Những cái cây thuần nâu thì nó có đặc điểm là vòi của nó rất là dài, nó rất là đẹp. Đây là an ba xưa này. Đấy, an ba xưa mấy chậu cao to này. Móng rồng này, có cả pensoda xưa, có cả bò blue. Đấy, cái thùng hàng này là ngày mai em sẽ khui hàng ra ấy các bác nhá. Và ngoài ra bên đây là một thùng bà liễu xưa. Đây bà liễu xưa. Bà liễu xưa này hôm nay là hàng chậu phim 18 và chậu cây cao. Đây. Mọi người nhìn này. Đấy, những cái hàng này thì đã chưa? Chỉ cần chơi một chậu thôi nó một ra đâm chồi cho rất là nhiều vòi hoa. Loại này cao to. Cao to mập khỏe. Đấy, đây là bà liễu xưa nhá. Bà liễu xưa. Rất là chất lượng luôn. Và ngoài ra thì có cả một số những dòng dendro chớp như là chớp hồng này. Có cả đa răng xưa này. Hôm nay lại thêm một số những mã đa răng xưa. Nói chung là em quay những cái mã này gần như là đã gần sạch hàng của đa răng rồi các bạn. Cái lô đa răng này toàn hàng tác phẩm chỗ to thôi. Đấy. Và rất là nhiều những dòng hàng dendro khác nữa nhá. Thì ở bên ngoài vườn em sẽ đính kèm cho mọi người mặt hoa cũng như là tình trạng cây. Và đặc biệt hơn là báo giá cho mọi người trên cái video này một cách rất là cụ thể nhất. Và dendro nhà em thì như mọi người đã biết rồi, em chạy chương trình năm nay. Năm nay là một cái năm mà em chơi rất là lớn. Dendro về em sẽ chơi theo kiểu là bác mua 10 chậu, em sẽ tặng thêm cho mọi người một chậu và miễn phí ship. Nên bao giờ các bác càng gộp đơn thì các bác càng được lời hơn. Đây là em khuyến khích khách hàng mua số lượng nhiều. Bởi vì khi mà mua số lượng nhiều thì nhà em mới có công. Và khi đấy bọn em mới có đủ chi phí để em bao ship cho mọi người được. Chứ không nhiều người đặt có 2 chậu, 3 chậu thì thú thật mọi người là em cũng muốn miễn ship lắm. Nhưng mà riêng hồng dendro thì nhà em toàn nhập nó cũng khá cao rồi ấy. Bán ra thì có 60.000 đồng một chậu thôi. Cước các kiểu nữa, rất là nhiều những chi phí phát sinh. Đây không phải là một chậu dendro ấy, nó cũng có rất là nhiều những chi phí ở phía trên bên trong nó. Thì bọn em đã cân đối một cách tốt nhất để phục vụ khách hàng. Đấy. Và hàng hôm nay thì về rất là nhiều loại các bác ạ. Thập cẩm rất là nhiều những dòng hàng dendro. Và nhà em thì phân chuẩn màu cho mọi người nhá. Em phải lựa vườn uy tín để phân chuẩn màu cho mọi người luôn. Đấy, những dòng nào hàng chớp thì có mặt hoa này. Những hàng nào là hàng bà liễu xưa này, đẹp chưa? Nói chung là hàng về liên tục các bác ạ. Và ngày mai thì có những cái chậu tác phẩm kia thì em sẽ quay theo hình. Đấy. Và đây bà liễu xưa đây, chậu cây dài dài, có những cây dài 8-90 cm. Rất là đẹp luôn. Và phía đằng sau rất là nhiều loại chậu phim 12 giá rẻ nha mọi người nhé. Đây, nhìn cái bông hoa móng rồng vàng với chất lượng mới mê làm sao ạ. Và có cả chớp Sonia nhé. Và sau đây thì em sẽ lần lượt điểm qua từng loại dendro trong phiên ngày hôm nay và báo giá chi tiết cụ thể với các bác. Và rất mong là mọi người xem video này, mỗi người cho em Nhung xin một nút like, một nút đăng ký kênh để cập nhật cho em những thông tin mới nhất về các dòng sản phẩm của nhà em. Bởi vì ngoài cung cấp dendro, nhà em còn rất là nhiều dòng hàng như là dòng thân thòng, phi điệp, châu và rất là nhiều dòng lan thái khác nhé, cả nhà nhé. Và sau đây em xin điểm qua từng loại như sau ạ. Trước tiên thì em sẽ giới thiệu cho mọi người những cái chậu đa răng tác phẩm nhé. Cái lô đa răng thì cái lô này là lô thứ hai nhà em về. Và riêng đa răng em tìm tất cả thị trường rồi ạ. Chỉ có duy nhất cái vườn này người ta xuất cái lô hàng tác phẩm thôi. Còn tất cả các vườn khác người ta chỉ bán chậu phi 12. Tức là đối với dòng đa răng xưa này thì cái chậu phi 12 cây của nó bé xíu à. Đây này, nó bé chỉ bằng cái thân này thôi. Nó chỉ bằng một gang này. Mà chậu chỉ có một thân to, một thân mầm bé xíu rồi. Đã 60.000 đồng một chậu rồi. Mà đa răng phải chơi cái hàng tác phẩm thì nó mới đẹp được các bác nhá. Hôm nay thì em có những cái mã đa răng. Hôm qua em lên các mã thì cũng còn có 3 chậu thôi. Nhiều bác thì muốn chụp ảnh ở phía bên ngoài nữa, em chụp có Zalo nên hôm nay lựa còn tương đầy những cái chậu này. Thì em sẽ lại quay hình tiếp, đánh mã thêm nốt những cái chậu còn lại nhá. Đa răng xưa này, nhiều người thì người ta biết cái dòng này từ lâu rồi, thì người ta biết được cái độ đẹp của nó. Còn nếu mà các bác lần đầu tiên chơi dendro ấy, thì em cũng xin chia sẻ thêm một số thông tin là cái dòng đa răng xưa này, vòi của nó dài lắm ạ. Mà hoa của nó sai cực kỳ luôn. Mọi người cứ nhìn cái màn hình ấy, cái bông hoa của cái đa răng này, nó đi thi triển lãm hoa lan rất là nhiều cuộc thi hoa lan và đều được xài rồi đấy các bác. Cây hôm nay thì cây lực khỏe, chậu to, chậu này chậu phi 18. Hàng này đáng nhẽ người ta còn sang cái chậu phi 35 để người ta làm tác phẩm ấy.
Nhưng mà em cũng gọi là may mắn, cái anh này anh cũng lấy quen rồi ấy. Người ta chia sẻ cho một số cái chậu, lấy được có 50 chậu thôi các bạn, có 50 chậu đa răng. Đầu tiên là mã D3 này, một chậu đa răng xưa, tơ chưa mọi người, rất là tơ nhá, một thân tơ, hai thân tơ này, ba này, bốn. Ôi, hai cái mầm rất là lực khỏe luôn. Chậu này 260 này các bạn, 260.000, đẹp chưa? Trời đất ơi, riêng cái chậu này thì phải nói là đẹp quá đã luôn ấy. D6 ấy, chậu này thì to, cao hơn. Để cả nhà nhìn này, riêng độ mập của cây đa răng của chậu này đã to hơn rất là nhiều rồi. Nụ hoa này, nụ này, nụ này. Đây nhá, thân này nó chỉ hoa ở đây nhá, nào hoa ở nách nhiều lắm nhá. Đấy, hoa nách đang lên này. Đây, chậu này có mấy thân to này, một thân to, hai thân to. Mầm này cũng cao to này, thân này cũng to này. Đấy, thân này đây, hoa thân này 2, 4, 6, tổng cộng là 6 thân, cao to, khỏe mạnh. Chậu này 360.000, chậu này 360, cây to đó. Chậu mã D6 này, đa răng xưa, 260, 360 này. Mã D9 á, 300. Đây, đang nụ hoa ở nhà nhìn nhá, đang nụ hoa. Đấy, mập chưa, mập lắm cơ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây, cái mầm này, hai cái mầm rất là lực. Chậu này 300.000 nhá, 300. Rồi bắt đầu tiếp theo là mã D10 này. Mã D10 đa răng xưa này, một thân tơ chưa hoa lần nào, đang nhú nụ này. Hai thân, ba thân, 4, 5. Tổng cộng 2, 4, 5. Cả thân này là 6 này. Cũng khá là đẹp cả nhà. Chậu này 270.000 này, 270.000. Mã D10. Mã D11. D11 đa răng, một thân, 2, 3, 4, 5, 6. Chậu này thì thân cũng rất là mập, cao, to. Chậu này 280.000 nhá. Đây đang nụ này. Cái này sẽ nụ ở nách. Vài bữa nữa sưng nụ ở nách nhiều lắm ạ. 280.000 D11 này, 270.000. D12 chậu này cũng đang nụ này. Ui, đợt này đa răng đang nhú nụ nhiều lắm. 1, 2 nụ này. Thân này tơ cũng đang nụ này. Đấy, 3 nụ. Thân này mầm này. Cây này thì già rồi nhưng mà nó đang đẩy nụ tiếp này. Đấy, chậu này cũng rất là to nhá, 280.000 này. Mã D12. Mã D13 rất là xinh luôn. Một cụm này rất là yêu luôn, lại cũng tiếp tục một chậu to đùng luôn. Thần siêu mập luôn ấy. 2, 3, 4, 5. Những cái mầm nhỏ này không tính. Các bác cứ chơi những chậu to đi, chỉ cần một chậu thôi làm tác phẩm là ok rồi. 270.000 này. Mã D13 2. 270 này. Mã D14 nhá. Mập chưa? Chậu này gần như là toàn bộ là thân tơ hết các bạn. Thân này chưa hoa, thân này mầm, thân này mầm. Không phải, thân này cũng chưa hoa, thân này chưa hoa, thân này chưa hoa, này toàn bộ đây là toàn thân tơ hết này. Chậu này toàn thân tơ hết, to đùng luôn. Cái này về các bác cố định lại cho em, chậu này chắc chắn là sẽ rất là đẹp đây này. Chậu này 290.000, toàn thân tơ, chưa hoa lần nào. D14, mã D15. Mã D15 nhá. Chậu này một mầm, hai mầm, 3, 4, 5, 6. Chậu này 250.000 này. Toàn cũng toàn thân tơ thôi. Chậu này cũng toàn thân tơ, chẳng qua nó thấp thấp hơn một tí. Nhưng mà thân tơ toàn bộ đấy ạ. Cái mầm của nó đang lên rất là lực. 250.000, mã D15. Mã D16 này. Ô, chậu này bằng chậu sứ à. Chậu này chậu bằng sành sứ, gốm sứ này. Chậu này chậu gốm sứ. Cái này gửi đi chắc phải bỏ tháo chậu để em đóng chậu nhựa thôi. Một thân tơ, hai thân tơ chưa hoa, ba thân tơ, bốn thân tơ, năm, sáu. Ui, chậu này toàn thân tơ chưa hoa ấy. Sắp tới nhú nụ hơi bị khỏe luôn. Chậu này 350 này. Chậu này khỏe lắm. Đây, cái mầm bên đây. Ui, chậu này nhiều mầm, nhiều thân tơ ấy. Mã D16, 350. Mã D17 này. D17. Cái lá này hơi bị sâu siêu một tí. Đây, cái chậu này hai nụ hoa này. Chậu này chưa lên hoa. À, lách này chưa ấy. Đây, cái này từ đến cuối năm đẩy hoa nhiều lắm. Chẳng qua lỗi hơi lỗi lá một tí nhá. Nên chậu này dù nó to em để cho mọi người 270.000. Chậu này to, lá kia xước xác một tí thôi, không có vấn đề gì đâu. 270, D17. Mã D18 này. Chậu này cũng rất là lực luôn. Hai nụ cao, ba nụ. Chậu này cũng rất là lực, to. Chậu này mầm cao chưa? Chậu này 280, ba nụ hoa. To cao lắm. Cho mọi người xem ngang nhé. Cao to lắm, 280.000. D18. Và D19. Chậu này 260.000. Đa răng nhá, mã D nhá. Em ký hiệu là mã D là của đa răng.
Dạ, tất cả những cái mã đa răng ngày hôm nay em lên cho mọi người toàn bộ là đều là những cái hàng tác phẩm. Mọi người về sang cho em chậu. Và hàng này hàng thuần than nhé. Hồi như là thuần than hay thuần dớn hay vậy. Em... À, nói chung là nhà vườn này người ta thuần cũng có cái trồng dừa, cũng cái trồng than, cũng cái trồng dớn. Cái hàng mới về đấy ạ. Dendro chớp hồng ạ. Chớp hồng toàn bộ là hàng Umki nhá. Hàng này thì hàng chuẩn chớp luôn. Và hôm nay thì em có những còn có 2, 4, 5 chậu chớp hồng thôi. Hàng hôm nay toàn hàng cây rất là đẹp, lá xanh và tình trạng cây là nhiều thân. Đó. Em ký hiệu đây là mã B1 chớp hồng này. Thấy cái chớp này thì thân nó rất là mập, bởi vì cây này nó nhiều năm tuổi rồi. Nó cũng đã từng qua rất là nhiều lần nở hoa lên, thân của nó mập lắm. Và cái vòi hoa của nó cần hoa cũng rất là mập và vòi hoa dài. Chậu này 2, 4, 6 thân nhá. 6 thân. Em bán là chậu này là 170.000 này. To mập. Hàng này á, hàng Umki lên đấy ạ. Các bác có thể tách chậu cũng được. 170 cả một bụi luôn. Mã B4 ạ, 140.000. Mã này thì cây của nó nhỏ hơn. Đây cũng có cả thân tơ này. Đây những cái lần hoa, đợt hoa rồi này. 5 thân. 140.000. Đẹp lắm. Mã B5 chớp hồng. Chậu này 200.000. Chậu này thân tơ nhiều. Một nụ này, hai nụ này. Nụ này thì có thể sổ ra mọi người. Cái nụ bên đây là 3 này. Một nụ này. Ba nụ nhá. Chậu này 2, 4, 6, 7 thân. Chậu này 200.000. Tơ mướt. Mã B6 chớp hồng 180.000. Chậu này đây đang nhú nụ ở thân to nhất này. Mầm này. 2, 4, 6 cũng 7 thân. 180.000. Và mã B8 150.000. Chậu này 2, 4, 6 thân. Đây hai cái mầm tơ lên rất là khỏe, lực luôn. 150. Cái lô chớp hồng này bụi nhiều thân lắm ạ. Còn em có một cái lô thanh lý 70.000 một chậu thì nó chỉ có 2 thân thôi. Nhưng mà đang xuống lá thì loại đã 70.000 rồi. Hàng đấy là hàng hôm trước em bán 101. Thì bác nào muốn mua cái hàng thanh lý cứ gọi cho em. Em cũng có một số những cây thanh lý để làm giống á thì nó rẻ tiền hơn. Và tiếp theo đây là những chậu chớp Sonia. Chớp Sonia hôm qua em trả đơn dần dần ấy, chắc là hôm nay cũng chỉ còn tầm khoảng 5-7 chậu thôi. Do thời gian nó muộn ấy, em cũng không có kịp để quay từng hình. Thì cái giá nó dao động tầm 150.000 đến 170-180. Bởi vì hàng hôm nay những cái chậu to 200 thì em cũng đã nhặt rồi. Đây ạ, những cái chậu vừa vừa như này. Nhưng lần này cây khá là cao các bạn. Hàng này chuẩn hoa luôn. Đấy, những cái chậu 150-170 này, 180 này. Ôi, nhiều thân lắm. Đây là chớp Sonia nhá. Chắc dư ra tầm khoảng 5-7 chậu nữa. Nhận đơn nốt 5-7 chậu nữa. Bởi vì khách nhà em hôm nay đóng nhặt đơn, nhưng mà cũng còn không chưa đóng kịp đấy các bạn. Hàng này thì đợt này người ta cũng gửi cho em được có hơn 30 chậu thôi. Đấy, riêng cái chớp chớp Sonia thì bông rất là to, mà cánh viền chớp nó cũng đẹp. Và tiếp theo thì em quên mất bỏ qua cái dòng hàng hôm nay VIP nhất về. Đó chính là cây bà liễu xưa. Đấy, hàng bà liễu xưa hôm nay thì em lấy toàn bộ là cây khủng nhá mọi người nhá. Cây lớn nhá. Hôm trước thì em lấy cái loại vẫn có những cái loại phi 12 thì chậu nó bé. Chậu bé thì nó chỉ tầm khoảng 2 gang tay là căng. Đấy, như hôm nay em quay cho mọi người cái lô hàng nó rơi tầm 2 gang tay. Thì em đo thử cho mọi người cái chậu này nó là 3 này, 4 này, gần 5 gang tay. Nói chung là từ 4 đến 5 gang tay của em cơ. Hàng này thì cây của nó người ta chuẩn bị cho làm sang cái hàng tác phẩm để bán Tết rồi đấy ạ. Ví dụ như một cái thân này, các bác chỉ có thể là chỉ cần lấy một chậu thôi, mà sau này một chậu ấy toàn bộ thân tơ nó đứng ngọn này, nó sẽ ra vòi liên tục ở những cái lách này thì nó rất là đã rồi. Và hôm nay một chậu bà liễu xưa hàng xịn sò như này nhá. Mọi năm là hàng này toàn 220 một chậu thôi các bác ơi. Mọi năm ạ, các năm trước, bởi vì lúc đấy Dendro nó cũng khá là cao tiền ấy, nhập nó cao ấy. Hôm nay lô này em nhập được rẻ nhá. Một chậu bà liễu xưa mà hàng cao như thế này. Em xin phép để cho mọi người với giá là 160.000 nhá. 160.000 đồng một chậu. Đấy, số lượng có ít thôi. Các bác mà muốn mua cái chậu phi 12 cũng có, còn chậu này chậu phi 18. Đấy, bà liễu xưa chậu phi 18, các bác mà thích cái hàng tác phẩm cứ làm 3 chậu về ghép cho em. Đây. Úi dồi ôi, đã lắm các bác ơi. Các bác muốn lấy hàng nụ cũng có nhá. Hôm nay rất là nhiều cây có nụ luôn. Đây cả nhà ơi, này, đẹp chưa? Cao to, mập khỏe, cao to đẹp dai. Đây là bà liễu xưa. Và phía bên đây là những chậu bà liễu xưa, hàng chậu phi 12. Dòng này thì cây của nó cũng trong giai đoạn là đực thắt ngọn và một số cây đã nhú nụ rồi cả nhà. Đợt này em lấy cái hàng nhú nụ ngắn hơn.
Và cái dòng bà liễu sư hôm nay thì cây rất là mướt, chậu phi 12 này. Chiều cao cây thì nó rơi tầm khoảng 30 đến 40 cm nha các bác nhé. Đây, nụ hoa nhú rất là nhiều, cũng có những cây đứng ngọn rồi. Và giá những loại này thì nó chỉ có 60.000 thôi. Đây, nó rơi tầm khoảng 2 gang tay đổ lại, tầm gang rưỡi đến 2 gang. Cây cũng khá là cao, loại này là 60k. Dòng này thì hoa cực kỳ là thơm. Còn bên đây là bà liễu lá tre. Lá tre thì bông hoa em thấy khuôn bông của nó cũng không khác bà liễu xưa là mấy, cũng là bông hoa màu trắng với cái lưỡi của nó là màu tím. Và dòng này cũng rất là thơm, cực kỳ là thơm luôn. Đây là hoa bói ở trên đầu ngọn thôi, còn nếu mà cần hoa dài của nó cũng sẽ rất là nhiều bông như thế này. Và cái bà liễu lá tre hôm nay thì nó rất là lùm, nhiều thân này, đẹp chưa? Cây lùm nhiều thân lắm các bạn. Dòng này thơm thực sự luôn. Em bán 60.000 đồng một chậu bà liễu lá tre. Dendro vàng chanh. Để mà nói mà trong tất cả các dòng Dendro nắng thì riêng bao giờ vàng chanh của nhà em cũng là một cái dòng hàng nó vô địch về chiều cao cũng như là dòng sai hoa. Màu hoa của nó là màu xanh cốm. Đây mọi người này, đang nhú nụ này. Dòng này vòi hoa sai lắm các bạn. Hoa này, đang nhú này, đang đứng ngọn này. Cây của nó đẹp lắm cơ, mướt mượt mượt luôn. Cái vàng chanh nhà này người ta thuần bằng than nha các bác nhé. Và đây tình trạng cây vàng chanh cho mọi người xem này. Cây này mà các bác ghép tác phẩm thì cứ làm 3 chậu cho em. 3 chậu vàng chanh là được một tác phẩm đẹp rồi. Đến lúc mà ra hoa thì nó chùm rất là dài. Và một chậu vàng chanh thuần than đẹp như thế này, bên shop em để cho mọi người 60.000 đồng một chậu, cực kỳ là đẹp. Ben Soda xưa chậu phi 18 ạ. Cái dòng phi 18 này là cái lô hàng mà em nhập số lượng nó nhiều ấy ạ. Đáng ra là hàng này em bán 100 mốt, nhưng mà số lượng hôm nay về nhiều quá, em sẽ bán trợ giá cho mọi người nhá. Đây tình trạng cây đây, số lượng thân rất là nhiều, em bán 90k một chậu thôi. Đây là chậu phi 18 nhá. Đây là bầu phi 18, còn bầu phi 12 đây. Bầu phi 18 đây. Hàng này thì sang chậu rồi. Hoa của nó là màu vàng ươm và hoa rất là thơm, có 90.000 thôi ạ. Đỏ sổ chớp 5%. Nếu mà các bác mà còn thắc mắc về cái lô vàng đỏ này thì các bác đừng lo lắng, bởi vì cái lô này nó quá là chất lượng các bạn. Hàng hôm nay có khách lấy hẳn chục chậu vàng đỏ sổ chớp nhá. Mọi người nhá, vàng đỏ sổ chớp 5% này. Cây lần này vẫn là cái lô cây rất là cao to đẹp, hàng đang rút dần rồi, về 100 chậu cơ. Chỗ này chắc chỉ còn tầm khoảng gần một nửa. Và đây tình trạng cây này rất là nhiều những cây lá xía này, rất là đẹp luôn. Cây này thì đứng ngọn rồi, có những cây thì chưa đứng ngọn này. Đấy. Cây đẹp lắm các bạn. Vàng đỏ sổ chớp này, nếu mà cái hoa của nó sổ chuẩn ấy, chuẩn ra hoa thì nó sẽ là mặt hoa trên màn hình. Nhưng hàng này vẫn là hàng bắt mặt hoa sổ số nhá. Em bán với giá là 85k một chậu. Đấy, cây to mập đẹp 85.000. Dendro tôm sổ chớp. Mọi người nhớ các phiên trước em bán cái tôm sổ chớp là chậu phi 16 không ạ? Loại đấy là 101 một chậu đấy ạ. Còn các loại tôm sổ chớp này là hàng chậu phi 12 nhá. Cây thì cũng rất là nhiều thân và cũng to như vậy. Nó cũng to không kém gì cái loại đấy, nhưng mà nó rẻ hơn nhiều ạ. Cái tôm sổ chớp hôm nay thì giá thành rẻ hơn, 85k một chậu nhá. Cái này bằng với dòng vàng đỏ sổ chớp 85k. Nhiều khi này nó hơn nhau ở cái sang chậu thôi, chậu phi 12 với chậu phi 16 ạ. Còn cây của nó thì vẫn rất là chất lượng. Và cây này mà sổ chuẩn hoa thì nó là cái cây hồng sắc pháo nhá. Em đính kèm mọi người mặt hoa như trên màn hình nhá, hồng sắc pháo. Dendro 5 cây trắng quốc dân lại về thêm một lô mới nhá. Đây cả nhà ơi, xem qua cái mặt hoa của quốc dân này. Cái bông hoa của 5 cây trắng quốc dân thì bông hoa của nó là màu trắng tinh, và cái lưỡi của nó tím đậm, cánh tròn bầu nhá. Cái dòng quốc dân này thì vòi của nó siêng hoa lắm ạ. Và hoa lại rất là thơm. Hôm nay thì lại về thêm một lô hàng mới toanh lên. Và cho mọi người xem tình trạng cây này, em nhắc thử cho mọi người nhá. Bởi vì đây là hàng khủng ạ. Đây là nó cũng đã từng ra hoa rồi nhá mọi người nhá. Những cái thân dài nó cũng đã từng ra hoa. Nhưng mà Dendro thì nó còn sẽ ra hoa ở những cái nách nữa cơ, nên không phải là nó ra hoa một lần là xong đâu ạ. Này, cây hôm nay khá là cao to đẹp, mập khỏe. To chưa? Mập lắm, hôm nay quốc dân hôm nay mập cực kỳ luôn. Trời ớt ơi, hôm nay đẹp dã man. Và một bụi quốc dân ngày hôm nay nhá, em có tầm khoảng 8 bụi thôi, bởi vì em về em trả đơn mất 5 bụi rồi. Đấy, thì hàng này em bán vẫn là 140.000 đồng một bụi. Đấy, hàng quốc dân này là hàng bụi khủng nhá, bụi to 140. Hoa thơm. Tiếp bên đây là Dendro đỏ lưng vàng ạ. Cái dòng đỏ lưng vàng này thì hoa của nó bông rất là to mà nó rất là sai bông các bạn. Dòng này cây của nó tía rất là đẹp, nhưng mà dòng này còn sổ chớp cơ. Dòng này còn bắt sổ ấy ạ. Nên là cái lô này em thấy rất là ưng. Em bán một cây như vậy với giá là 60k một chậu cây đỏ lưng vàng nhá. Dòng này tuyệt đối là cực kỳ là siêng hoa. Dendro CY.
lâu lắm rồi thì không về cái dòng CY đâu. Bởi vì cái dòng đây này bây giờ cây nó lớn mới đủ tuổi để xuất các bạn. Bình thường cây nó bé xíu như thế này, nhiều nhà vườn cây bé xíu này người ta xuất rồi ấy. Nhưng mà em thì muốn là gửi đi cho các bác cây nó trong tình trạng là nó cứng cáp nhất có thể. Và CY đợt này thì đang chuẩn bị đứng ngọn và nhú nụ. Em bán 60k. Dòng này thì cực kỳ là thơm, bông bay đẹp lắm. Hoán long hoa màu đỏ cánh xoắn. Lô hoán long hôm nay thì cây cao to hơn lô hôm trước. Và cây của nó đứng ngọn hết rồi. Đây, cái mắt nụ của nó đang trực chờ sưng này. Một số cây thì đang nhú nụ này. Cái hoán long hôm nay phải nói là quá là đẹp, quá là đã luôn. Em bán một cây hoán long đẹp như thế này, màu đỏ như này, 60.000. Dendro đỏ rượu vang. Cái đỏ rượu vang trên thị trường là cái dòng hàng Dendro khá là hot ấy. Em vào trong các hội nhóm thì cái đỏ rượu vang này người ta bán cũng khá là cao. Và cây của nó đẹp lắm ạ. Đây, cái đỏ rượu vang này, cả nhà nhìn này, tình trạng cây này, thân cao, mập, đẹp. Và hiện tại một số cây đang nhú ngồng nụ, bông màu đỏ. Ai yêu thích màu đỏ thì riêng cái đỏ rượu vang này là rất là hợp lý. Em bán 60.000 một cây đỏ rượu vang. Thỏ lai sinh, cái bông thỏ lai sinh nhá. Dòng này là dòng lai, bông thỏ với một với dòng sinh. Nên là hoa của nó xoắn đẹp lắm các bạn ạ. Mà cây của nó mập mạp, khỏe mạnh, đứng ngọn. Cây này cao to mập lắm. Em bán thỏ lai sinh với giá 60k. Dendro mới này. Dòng này là cây Rating Red nhé. Rating Red. Đây là cây vườn người ta. Tên của vườn này. Bông hoa của nó là màu tím nhung. Màu tím rất là đẹp luôn. Mà dòng này size bông nó giống như kiểu dòng Dendro Mini ấy, ra ra ấy. Nhưng mà màu tím đậm cả nhà, đẹp lắm, khuôn bông này, Rating Red. Và cây của nó thì cũng một lùn lùn thôi, bởi vì nó thuộc dòng mini. Em bán một cây Rating Red này cũng giá là 60k. 60k một chậu Rating Red. Đây, cần hoa dài chưa? Đấy, cái ngồng hoa người ta ngắt ra cho em xem này. Màu tím đậm. Đấy. Tiếp bên đây là những chậu thông chai gôn. Thông chai gôn thì hoa của nó là màu vàng với cái lưỡi màu đỏ. Và dòng này thì hoa thơm nhá. Thông chai gôn hôm nay em về có hơn chục cây thôi ạ. Em bán là 60.000 đồng một chậu. Lưỡi vàng xen lẫn ba lưỡi đỏ nhá. Đây là bông hoa của nhà vườn người ta gửi cho em này. Bông hoa của nó sẽ tươi hơn rất là nhiều, bởi vì đây là cái bông mà nó người ta cấu ngồng hoa của nó. Đấy. Hàng đột biến đấy các bạn. Bông rất là đẹp, bông của nó sẽ đậm hơn. Đây là nó tàn hoa rồi. Và dòng chậu này thì bản chất cây nó chỉ thấp tầm gang tay một chút thôi. Và chậu như thế này em bán cũng 60.000 nhá. Ngày xưa các bác mua ba vàng ba đỏ toàn 100.000 thôi. Đấy, bây giờ có 60.000 này. An ba xưa. An ba xưa thì đây tình trạng cây hôm nay nhiều cây nhú vòi lắm các bác ơi, mà một chậu nó cũng có nhiều thân đấy. Đấy, cây lùm nhiều thân. Dòng an ba này thì được cái là rất là sai bông mà hoa cũng rất là đẹp. Em bán 60.000 đồng một chậu an ba xưa. Đấy, bác nào thích ngồng bông thì em sẽ nhặt cho các bác cái ngồng nụ luôn, về chơi luôn. À, tiếp bên đây là những cây vàng, thỏ vàng lưỡi đỏ. Cái bông thỏ vàng thì bình thường nó chỉ là một màu vàng không thôi, nhưng riêng với cái dòng thỏ vàng lưỡi đỏ thì nó kèm thêm một chút cái lưỡi đỏ nó, nên tạo cho cái bông hoa của nó nhìn nó sẽ đẹp hơn. Đấy, và cái thỏ vàng lưỡi đỏ thì cây rất là đanh cứng cáp, em bán 60.000 đồng một chậu. Dendro bò blue. Bò blue cây của nó này mướt mần mượt mà rất là mập luôn. Cây này là đứng ngọn hết rồi. Vài bữa nữa là nó sưng hoa ở đây này, và sưng hoa ở các nách này để mọi người chơi hoa. Và bò blue thì hoa của nó xoắn đẹp lắm ạ. Em bán 60k. Dendro Discolor xưa. Đây là cái Discolor xưa hôm nay thì bụi nó còn khủng hơn cả lô hôm trước các bạn. Không phải nói thì đâu, nhưng mà lô này thì đẹp quá là tuyệt vời luôn rồi. Úi dồi ôi, Discolor xưa. Hàng siêu đẹp nhá. Và bông này thì hoa xoắn rất là xinh. Em bán 100.000 đồng một bụi Discolor nhá. 100k. Hoa vàng xoắn đẹp. Dendro Urawan. Lâu lắm thì mới về Urawan đấy mọi người ơi. Cũng phải gấp vài tháng rồi, 5-6 tháng mới về lô Urawan. Bởi vì người ta trồng một cây dendro để to như vậy không phải một thời gian ngắn đâu ạ. Nó cũng phải 5-7 tháng mới xuất được một lô. Và cái cây Urawan lần này cây cũng rất là to nhá mọi người nhá. Cây cao mướt. Mà mọi người muốn lấy cái chậu nhiều thân thì nó hơi lùn hơn một chút, nhưng mà cây cao thì nó rất là mập, đẹp. Và Urawan cánh xoắn mà sai hoa. Em bán 60.000 đồng một chậu Urawan. Và tiếp bên đây thì hôm nay em có về một lô da da chớp mặt cười nhá. Cái dòng này là da da chớp mặt cười các bác ạ. Cái dòng chớp này thì hoa của nó, cái viền chớp nó sẽ rộng hơn. Và cái dòng này cực kỳ là siêng bông. Đây ạ. Số lượng thân và chiều cao thân của nó cũng rất là cao. Dòng này bụi khủng luôn ạ. Đây chỉ là một cái bông bói thôi nhá. Dòng này khi nở hoa thì mọi người có thể nhìn trên màn hình ạ. Cái bụi của nó cực kỳ là to. Nó sẽ là một cái bụi rất là sai hoa. Và hôm nay thì cái da da chớp mặt cười này thì em xin phép bán với giá là 120.000 một chậu nhá. Da da chớp mặt cười nhá. Mọi người nhá, hôm nay em có hai loại da da chớp. Đây là chớp mặt cười, còn kia là chớp. Còn phía bên đây là những chậu da da chớp của nhà. Đây, cái bông hoa da da chớp này, khuôn bông của nó này. Cái viền chớp của nó sẽ chuẩn chớp nhiều hơn. Và
Cái loại này thì chậu của nó rất là bé nhá. Hàng này hàng sưu tầm mặt bông các bạn. Đấy cho mọi người xem. Cả hai loại da dao này thì nhà em thấy là cái loại nào cũng đẹp. Và dòng này thì dòng VIP hơn một chút. Cây này thì nó cũng đã từng qua cắt một số lần ngồng rồi. Bởi vì da nó cứ nở liên tục, nở xiêng ấy. Nên là cứ chơi hoa xong người ta lại cắt ngồng hoa, nó lại lên ngồng mới. Nên cái cây của nó nhìn có thể nó sẽ hơi già một thân một chút. Nhưng bản chất cây da thì nó hơi lùn. Và cái dòng da chớp này hôm nay em có hơn chục bụi để sưu tầm thôi ạ. Rất là nhiều nụ đang nhú lên. Và em bán hôm nay là 100.000 đồng một chậu da chớp. Chỉ có 100.000 thôi ạ. Rất là rẻ. Đấy, các bác có thể làm hai chậu có 200.000. Sau này đến lúc mà ra hoa đồng loạt ấy, cái bông chớp của nó rất là giá trị. Tiếp bên đây là những chậu vua mèo đỏ. Hôm nay lại về thêm cả nhà ơi. Cái bông vua mèo đỏ thì từ trước giờ vẫn là một cái bông rất là nổi tiếng rồi cả nhà này. Bông rất là to mà bông của nó này, màu cánh, cái cánh của khuôn cánh của nó rất là đẹp nhá. Cánh tròn này, cánh bướm này rất là đẹp, cái vua mèo đỏ này. Và cái dòng vua mèo đỏ này thông thường các vườn người ta đang xuất ra cây giống nhá, cây bé xíu và xiu mà chậu nhá. Thân thì bé tí mà chậu chỉ có hai thân nhỏ nhỏ thôi ạ. Đấy. Nhưng mà hàng nhà em thì hàng từ trước giờ em lấy cái lô vua mèo đỏ là hàng chọn, chậu nhiều thân. Đây em cho mọi người xem thử nhá. Một chậu nó rơi tầm khoảng 4, trung bình có 4 thân, 5 thân trở lên. Đấy, ở nhà này. Hàng này là hàng nhiều thân đấy các bác ạ. Chứ còn nếu mà hàng ít thân thì nó còn kém nữa. Ôi giời, nhìn những cái bụi này đợt này đẹp thế. Vua mèo đỏ đợt này đẹp ơi là đẹp luôn đấy. Này, đẹp thật đấy. Hôm nay vua mèo đỏ đẹp lắm các bác ạ. Và giá hôm nay vẫn là giá 100.000 thôi. Đấy, vua mèo đỏ nhà em bán phải nói là quá rẻ luôn. Riêng vua mèo đỏ này, các bác cứ làm hai chậu, ba chậu về ghép thành chậu lớn. Nó đẻ cũng rất là nhanh mà hoa nở liên tục. Vừa rồi là đen rô nắng nhật nhá. Nó thiên về màu hồng nhiều hơn nhưng mà cái đây là cái lô mít nhật này, cái bông mít nhật của nó đây, nó nở hoa này. Cái dòng mít nhật này hoa cũng rất là đẹp. Đấy, mỗi loại nó có đẹp vẻ đẹp riêng nữa cả nhà nhé. Mít nhật nhá. Nãy là nắng nhật cả nhà. Khi mà đọc hàng ấy, nói rõ cho em, cái bông mít nhật này. Cái kia nó thiên về màu hồng hơn, còn đây này thiên về màu trắng nhiều hơn. Đây và cái cánh của nó. Cái dòng này nó bị cụt mất một đoạn hoa ấy, chứ không, cái loại này vòi rất là dài, nó dài như thế này này. Và cái chậu hoa mít nhật đây cho mọi người xem. Nó sẽ cao to hơn là cây nắng nhật kia. Đấy, cây mít nhật. Mít nhật. To, nhiều thân. Hàng chọn hết cả nhà. Và cái chậu mít nhật này là 100.000 đồng một chậu nhá. Hôm nay là toàn những dòng dendro mới. Đây cũng có thi thoảng một vài cây đang nụ hoa. Toàn những dòng dendro mới lấy về để cho mọi người làm mẫu. 100k một bụi này rất là xứng đáng. Bởi vì mọi người cứ hình dung cái loại 60.000, những cái hàng này nó chỉ có hai thân thôi. Nhưng mà bụi này nó phải nhiều thân ấy. Nhiều thân, đây toàn những cái hàng mà hàng loại VIP loại A đấy. 100.000 một chậu. Cây mít nhật. Đây, có hai rổ. Dendro Robert hoa thơm. Đây ạ, cả nhà ơi, tình trạng cây Robert này cả nhà nhìn này. Đấy, ví dụ như chậu ít thân, ví dụ thì rất là cao. Như chậu này thì rất là cao vút này. Còn những chậu mà nhiều thân hơn một chút thì nó thấp hơn một chút. Nhưng mà lô Robert này đánh giá tổng quan chung thì nó là một cái lô rất là ưng ý. Đấy, Robert thì hoa thơm. Cũng hoa là màu trắng với cái lưỡi của nó màu tím rất là xinh. Em bán một chậu Robert như thế này với giá là 60k. Đấy, hàng vừa mới về luôn. Đây, cây cao này đang chuẩn bị nhú vòi khá là nhiều này. Robert hoa thơm. Dendro nắng 114 là một trong những dòng dendro vòi nó rất là dài. Và hoa của nó là màu tím với cái viền màu trắng rất là đẹp. Cây này toàn bộ là cây tơ nhá các anh nhá. Cây này là cây tơ. Đây cho cả nhà xem này, cây tơ. Em bán nắng 114 với giá là 60k một chậu, nắng 114 ạ. Dendro dáng xưa lại về rồi. Và đây cái dáng xưa nhá, cây đứng ngọn hết rồi cả nhà. Cây này thì bản chất cây lùn lùn này. Nó cũng vừa vừa, thân rất là mập. Cái cây dáng xưa thân mập. Và hoa thì lại vòi của nó lại rợn, vô cùng dài. Em bán cái dáng xưa này là 60k một chậu. Anba Đài Loan bông to, to hơn là cái dòng Anba xưa nhá. Và thân của nó sẽ mập hơn. Đấy, dòng Anba Đài ngày hôm nay em về thêm cái lô Anba Đài Loan này. Đấy, có cả Anba xưa, cả Anba Đài nhá. Cây Anba Đài thì thân thấp nhưng mà nù mập, nụ đang nhú nụ và bông nó to. Em bán một chậu này 60.000 đồng một chậu Anba Đài. Dendro Cyrus hay là thuận buồm xuôi gió. Dòng này bản chất cây vừa cao vừa mập. Và hàng này vòi của nó hoa màu tím đậm, vòi dài, đẹp lắm cả nhà ơi. Cái lô hôm nay nó đẹp chưa? Nó mê ly chưa? Nó vừa mập vừa cao và cái nụ hoa của nó đang nhú lên rất là đẹp luôn đấy ạ. 60.000 đồng một chậu Cyrus thuận buồm xuôi gió. Nắng 4N, nắng 4N này. Hôm nay thì về là dòng cây tơ và mới nhú nụ vừa vừa thôi nhá. Đảm bảo mọi người là chơi Tết rất là thoải mái này. Cái dòng 4N hôm nay cây rất là mướt. Mướt tơ mướt, cực kỳ là đẹp. Em bán 60k một chậu nắng 4N. Vàng tia cây tơ mướt đẹp. Hàng này hoa của nó màu vàng với cái họng của nó màu đỏ.
lưỡi của nó tía rất là đẹp luôn. Đây cây tơ này, nhiều cây đang nhú vòi này. Vàng tia hôm nay cây tơ này em bán 60.000 đồng một chậu vàng tia. Chuyển sang bên đây là cây hồng lai hồ điệp nhá. Hồng hôm trước cháy hàng luôn. Hôm trước cháy hàng cây hồng này này. Đấy hôm nay lại phải về nhiều này. Đấy cây hồng này, mập mạp, đẹp khỏe, nhiều cây đang nhú ngồng cao cao. Cây hồng lai hồ điệp bông to cũng 60.000. Dendro trắng lai hồ điệp. Trắng lai hồ điệp cây của nó này hiện tại là tình trạng cây đứng ngọn hết rồi, thi thoảng một số cây còn đang nhú vòi nụ cơ. Đấy cái cây ăn cây cây này là cây trắng lai hồ điệp. Tất cả những bông lai hồ điệp thì bông rất là to nhá, khuôn bông vừa to vừa đẹp mà bông nó màu trắng tinh luôn ạ. Hoa vòi dài, em bán 60.000 màu trắng. Dendro móng rồng vàng ạ. Sau một thời gian cái hàng này em không lấy bởi vì cây vườn nó quá bé thì khách nhà em thì lại hỏi rất là nhiều cái cây móng rồng này. Hoa của nó rất là siêng mà dòng này hoa nó thơm ấy. Cả nhà mua cái móng rồng này hoa nó thơm cực kỳ luôn. Mà cây hôm nay lô nó cây nó lớn lắm. Một số cây còn đang có nụ hoa này. Cái móng rồng vàng này hoa thơm này em bán với giá là 60.000 đồng một chậu. Dendro vàng lưỡi đỏ. Mọi người thường thích cái dòng Dendro vàng lưỡi đỏ bởi vì cái bông hoa của nó khuôn bông rất là to, hoa màu vàng đậm và cái lưỡi đỏ cũng rất là đậm. Cây hôm nay em lấy cái lô này cây rất là tơ mướt này, đẹp chưa? Cả nhà ơi, cái vàng lưỡi đỏ hôm nay rất là mập mạp và rất là mướt nhá. Em bán đồng giá là 60.000 đồng một chậu vàng lưỡi đỏ. Và phía bên đây là những chậu kinh hổ mang. Kinh hổ mang hôm nay cây cao và nhiều cây còn đang nhú vòi nụ này. Cả nhà này, hoa cánh xoắn đẹp lắm. Nói chung là kinh hổ mang hoa tím xoắn rất là đẹp. Và tình trạng cây đây cả nhà ơi. Mướt chưa? Tơ mướt chưa? Đẹp chưa? Một chậu đẹp như thế này cũng 60k thôi. Chưa bao giờ Dendro rẻ như vậy ạ. Mèo hồng. Đây bông mèo hồng này mọi người ngắt, nhà vườn ngắt cho em cái bông mèo hồng này. Kể mà người ta ngắt cho cả bông thì cả cái chùm hoa thì sẽ rất là đẹp. Bởi vì cái loại này rất là siêng bông. Đây người ta ngắt cho có một bông thôi. Bông mèo hồng rất là xinh luôn. Đấy, bông mèo hồng nó vừa to vừa xinh. Và cái mèo hồng này thì cây tơ cũng to lắm ạ. Em bán một cây mèo hồng này với giá là 60.000 đồng một chậu ạ. Dendro thiên lan ạ. Dòng thiên lan hoa của nó màu vàng với cái lưỡi của nó là màu đỏ. Và khuôn bông của nó rất là xinh. Dòng này bản chất cây thấp thấp lùn lùn nhá, nhưng mà hoa thơm lắm các bác ạ. Em bán một chậu thiên lan như thế này là 60.000. Đồng tiền vàng đổi màu cả nhà ơi. Đây cái bông hoa của đồng tiền vàng này. Bông hoa của nó đây là cái bông hoa người ta nhổ từ cái cây khác, người ta cắm vào cho mọi người xem khuôn bông nhá. Bông này ra nắng rất là đẹp mà nó đổi màu liên tục. Dòng này đợt này cây rất là cao, vẫn như những cái lô đợt trước. Đấy ạ. Một số cây thì đang đứng ngọn, một số cây nhú nụ. Nói chung là hàng nhú nụ cao để không tránh được là thi thoảng nó cũng sẽ có những cây nó bị gãy vòi như này đấy. Nhưng mà lại có cái vòi khác nó đè lên. Đấy. Mọi người thấy chưa? Rất là đẹp. Đấy. Và hàng này em bán với giá là 60.000 đồng một chậu đồng tiền vàng đổi màu. Loại này cây to, lá mít đẹp. Còn sang bên đây là đồng tiền hồng. Tiền hồng cũng là một loại rất là siêng hoa. Mà cây tiền hồng cũng rất là đẹp nhá mọi người nhá. Cây tiền hồng đẹp đứng ngọn rồi. Cái tiền hồng bán rất là chạy hàng luôn. Tiền hồng bán cực kỳ là chạy hàng luôn ấy ạ. Và một cây tiền hồng như vậy em bán với giá là 60.000 đồng một chậu đồng tiền hồng. Tất cả các dòng đồng tiền đều sai hoa, chẳng qua cái mặt hoa nó có sự biến thiên một chút thôi ạ. Đồng tiền tím ạ. Trong các dòng đồng tiền thì em thấy cái màu tím là cái màu rất là đậm đà và bông hoa của nó thì vòi rất là dài siêng hoa. Có những tác phẩm của đồng tiền tím được đạt giải của cuộc thi Dendro nhá mọi người nhá. Số lượng đệ tiền tím lần nào về em cũng rất là cháy hàng. Nên hôm nay số lượng em đặt về số lượng nhiều hơn. Và một cây hôm nay với giá là 60.000 đồng một chậu tiền tím quá là tuyệt vời. Thi thoảng có những cây đang chuẩn bị nhú vòi rồi ạ. Singaron nhá. Cái lô Singaron ngày hôm nay về nhiều thân lắm cả nhà. Đây là cái bông của nó màu tím tím đậm đậm này, rất là xinh luôn. Cái hàng này là bông hoa còn nở nó bị bẹp đi rồi đấy ạ. Các bác cứ phải để cho nó nở căng thì nó sẽ chuẩn cái mặt bông của nó hơn. Bụi đợt này nhiều thân lắm nhá. Rất là đẹp, chỉ có 60.000 thôi. Cái lô sinh hôm nay chất lượng lắm ạ. Cam sọc, cái màu cam lửa rất là rực rỡ và có những cái chiếc sọc rất là xinh. Đây ạ. Cây cam sọc là cái dòng mà cây của nó thân lá cũng đẹp và thứ hai là cây đứng ngọn hết rồi. Dòng cam sọc em bán 60.000.